Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với phần tiếp theo của video series video về những cái xe đạt giải âm thanh xe hơi EMA 2022. Xe này đạt giải nhất cái giải SQM Unlimited thì với cái bộ dàn âm thanh Helix Stack cộng với đầu phát DAC. Gói này thì thực ra dành cho các gói này là gói mà dành cho các đơn vị độ xe chuyên nghiệp. Giám khảo sẽ không chấm đến tiền thiết bị mà chấm tên tổng thể tất cả các tiêu chí, ngoại trừ một cái tiêu chí là đánh sâu đùng đoàng thì không chấm. Còn ngoài ra tất cả các tiêu chí như là an toàn, rồi là tiêu chí về thẩm mỹ, tiêu chí về căn chỉnh hay tiêu chí về tất tần tật mọi thứ cấu hình lên một bộ âm thanh thì EMA sẽ chấm. Và chiếc xe này đạt giải nhất. Thực ra là những xe trước chúng tôi làm ấy thì chúng tôi có cái quyển catalog, nhưng mà xe này sau khi thi xong thì mấy anh bạn Thái Lan mấy anh mượn xin mất rồi, mình cũng chưa kịp in. Thế thì tôi có lưu lại ảnh ở đây, ở cái bộ này anh em xem trên màn hình nhé. Ở cái bộ này thì riêng tiền thiết bị loanh quanh khoảng 500 triệu, là nó sẽ có bao gồm một cái head unit, tức là cái bộ giải mã DAC, rồi là chuyển đến một con âm ly Helix, rồi sau đó là sẽ phân tán tín hiệu đến một dàn âm ly stack. Ngoài ra thì trong đó còn có một con âm ly Zapco Mono, rồi là đến các loa cũng thế, loa scan speak là loa sub. Ngoài ra thì còn một bộ stack 3-way ở phía trên nữa, rất là căng tiền. Thôi đấy, nhẹ nhẹ như vậy giới thiệu qua trước, rồi sẽ mời anh em lên trên xe đi từng phần và chi tiết nhé. Ở cái tiêu chí đầu tiên mà chúng ta nói đến, đó là cái tiêu chí về sự tiện lợi cho người sử dụng. Thì ngay ở cái bước lắp đặt đây này, ngay cả bước lắp đặt này, có một cái tiêu chí EMA đề ra, đó là tiêu chí tiện dụng cho người sử dụng. Tức là người lái người ta ngồi đây, người ta có thể bấm, người ta có thể điều chỉnh được tất cả những cái thông tin của cái bộ âm thanh. Thì đây là một cái tiêu chí đầu tiên. Và đây là cái bộ DAC giải mã nguồn âm thanh có tên là AKSP1000M. Anh em có thể search Google nhé. Anh em có thể search Google để xem cái thông số của nó, cũng như là cái giá của nó. Giá của nó ở đây nó đang rơi vào khoảng độ 2.399 USD. Nó rơi vào khoảng độ 67-70 triệu đấy, loanh quanh đấy, mình quy đổi ra. Thì cái bộ DAC này nó cho khả năng giải mã active DSD và PCM 32 bit cho đến 384 kHz cùng với VCXO Reference Clock Ultra Show Low Lister 200F. Đấy, 200FS nó giúp cho chúng ta là hạn chế được nhiễu. Đấy. Nói chung là thông tin thì mọi người hãy Google cái thiết bị này nhá. Thiết bị này là thiết bị giải mã DAC AKSP1000M. Đấy, cái con này là rơi vào 70 triệu rồi. Cùng với đó thì cái màn hình theo xe này chúng ta vẫn có thể là sử dụng được nhá. Màn hình theo xe này vẫn có thể sử dụng được. Chúng ta có thể chia kênh ra. Rồi. Đấy là cái phần giải mã 70 triệu. Về phía sau anh em mình sẽ xem tiếp cái thiết bị phía sau nhé. Rồi, 70 triệu trên kia. Còn ở trong cái thùng này này, mới là sau khu vực này này, nó loanh quanh hơn 400 triệu. Thì anh em mình bây giờ sẽ tìm hiểu xem nó có cái gì mà đến 400 triệu trong này. Bây giờ cái hộp này đóng rất là đẹp, nhưng mà tôi sẽ nhấc lên để anh em nhìn cái thiết bị cho nó kỹ hơn nhá. Chờ tôi một chút. Ok. Đấy, stack rất là đẹp. Thôi bây giờ tôi để sang bên cạnh này trước nhé. Nào, mấy anh em quay lại đi lại gần đây để tôi giới thiệu một bộ âm thanh 400 củ trong cái cốp xe này. Ôi giời, bê nó ra mệt quá. Từ cái hộp 70 triệu trên kia kìa, nó sẽ đi xuống cái con âm ly DSP này. Con này là con DSP Helix Ultra. Anh em đoán giá nó bao nhiêu? 45 triệu nha anh em nhé. Thế thì đây sẽ là cái đầu não thứ hai phân phối những cái tín hiệu âm thanh ra cho các âm ly phân phối. Tín hiệu giải mã từ cái con Helix này sẽ đẩy ra hai cái âm ly Class AB này. Hai con này, hai con Stack Master Shock. Con này công suất là 240W và con này có giá là 60 triệu một con. Thì 45 triệu này, 60 này, 60 này là 120 triệu hai con này. Tiếp theo hai con này thì chỉ đánh được 4 loa thôi, 4 cái loa, 2 loa mid và 2 loa chap ở phía bên trên. Sau đó là ở trên này, trên vẫn con Helix này, nó sẽ
phân chia tiếp tín hiệu ra một con OmniStack Q203 nữa. Con này ở bên dưới cơ, nó ở bên dưới này rồi. Thì con ở đây này, Q20K203 này này. K203 này này là nó đây, nhỏ nhỏ đây này. Thì con này sẽ đánh nhiệm vụ là đánh hai cái loa woofer, hai cái loa cánh trước ấy. Con này là công suất 245W. Giá của nó rơi vào khoảng 30 triệu thôi, rẻ hơn hai con này. Đó, con này thì đánh giải thấp, còn hai con này thì đánh giải cao này. Hai con này đánh giải cao, mid và chap. Vẫn là con Helix này. Nó chia tiếp tần số giải xúc ra cho cái con Zapco. Zapco này là con Zapco Class AB, Zapco Mono Class AB 1100W 4 ohm. Thế thì từ đây này, thì Helix này sẽ đẩy xuống Zapco này, Zapco này sẽ đẩy ra cái con loa súp này. Đấy, đẩy âm thanh ra cái con loa súp này. Con loa súp này là con loa súp của hãng ScanSpeak. Riêng cái loa này thôi này. Riêng cái loa này thôi là nó có giá là 28 triệu. Khoảng 28 triệu. Đấy, thì chúng ta có thể hiểu là từ trên bộ giải mã đưa xuống cái con đầu não này, con này như kiểu quả tim ấy, phân phối tín hiệu ra 1, 2, 3, 4 âm ly để đẩy ra loa cánh và loa súp. Đấy, đây là toàn bộ hệ thống an toàn của xe này. Đây là kiểu như là những cái hệ thống đem lại sự sống cho chiếc xe của mình. Và gì thì gì, chúng ta có độ thì gì thì độ đi chăng nữa, thì cái hệ thống an toàn vẫn phải là quan tâm số 1. Hộp vuông vuông này nó là cái tụ bù này. Tụ bù này thì nó có rất là nhiều dạng. Dạng tròn như cái bắp tay này cũng có, dạng vuông rồi dạng dẹt rất là nhiều. Nhưng mà tự chung lại tôi đã chia sẻ khá là nhiều lần, cái tụ bù này tác dụng của nó là lưu lại điện ở trong cái này. Khi mà hệ thống âm thanh này đánh âm thanh to ấy, nó sập sình, nó thiếu điện ấy, thì con tụ này sẽ tích điện là nó phóng điện ra. Nó phóng điện ra để bù lại nguồn điện thiếu trong khi chúng ta vận hành hệ thống âm thanh. Bên cạnh đó là những cái cầu chì này. Anh em nhìn như vậy thôi, cầu chì này không phải là cầu chì bình thường mà toàn là cầu chì high end thôi. Mua giá của một chiếc cầu chì nhỏ nhỏ bên trong này này, cái đen đen này này, nhỏ đây này. Giá của nó là 75 US đô la trên một cái. Thì không phải là cái hộp này nhá, chỉ riêng cầu chì bên trong này thôi. Toàn bộ những cái chỗ bắt ốc này là mạ hết, mạ vàng. Bên này nữa thì hệ thống cầu chì tụ bù nguồn, cái bình này rẻ, bình này có hơn 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu thôi. Còn tất cả những cái hệ thống này ấy, là nó loanh quanh, hệ thống cầu chì này loanh quanh rơi vào khoảng độ 12 đến 15 triệu. Đấy, ngoài ra thì còn dây dợ anh em chúng tôi đi ấy, nó rất là chuẩn chỉ. Bởi vì xe đạt giải nhất thì không còn gì để nói nữa rồi, đúng không? Tất cả những cái cỡ dây này là phải chuẩn 100% rồi. Cỡ dây rồi là chiều dài dây, kích thước dây tương ứng với cầu chì như thế nào. Đây anh em sẽ ngó gần vào đây một chút nữa. Thế thì tất cả những cái nguồn điện này sẽ lấy từ bình, đi qua cầu chì chính, cấp vào cái cầu chì phân phối. Sau cầu chì phân phối này, nó sẽ phân phối ra 1, 2, 3, 4, 5 5 cái thiết bị ở trên xe này, mỗi âm ly một cái. Rồi là 5 cái thiết bị này, 6 thiết bị này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 thiết bị này thì khi mà một dây dương lấy ra ấy, thì sẽ phải bù lại một dây âm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cùng kích cỡ. Đấy, anh em thấy là hai cái dây ở ngoài này nó nhỏ này, đúng không? Đấy là cùng kích cỡ, tương xứng với nhau. Kích cỡ cầu chì rồi kích cỡ của dây đây nữa. Tất cả những dây này là cùng kích cỡ và có nốt lại rất là chuẩn chỉ, rất là chuyên nghiệp. Đầu vào, đầu ra. Đó là cái bộ âm thanh có trị giá 500 triệu tiền thiết bị này. Đó là về hệ thống vận hành. Nhưng để có một bộ âm thanh hay thì chúng ta còn có thêm một món nữa cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng âm thanh. Mời anh em hướng mắt sang bên này. Đây, thực ra thì xe đã hoàn thiện rồi, chúng ta không thể nào nhìn rõ được. Nhưng mà đây là một cái phần rất là quan trọng. Đó là phần cách âm chống ồn cho xe. Đây là xe này sử dụng cái vật liệu cách âm chống ồn Dr. Atec của Nga. Cái này thì ở trong Sài Gòn có anh Vũ Khoa phân phối. Ngoài này có một số đơn vị như Auto Pro hoặc là công ty phim cách nhiệt ngôi sao cũng phân phối cái chống ồn này. Chống ồn này, chống ồn rất là đắt tiền. Làm riêng hệ thống chống ồn cho xe này nó rơi vào khoảng độ 30 triệu. Đấy anh em tính đi nhá. Cái âm ly này là đi 45 triệu này. Hai con này là 120 triệu này. Anh em chúng ta đã đi gần hết hành trình. Bây giờ anh em lại lên đằng trước với tôi để tôi giới thiệu cái bộ loa cánh, cái bộ loa ba way của Stack. Giá là khoảng độ 130 triệu. Đi thôi. Đây. Cái bộ này là cái bộ đáng tiền này.
Bộ này mang lại giá nhất cho chiếc xe này này. Loa này là loa Stack 3-way. Ai giả? Master Choke. Anh em search Google nhé. Stack Master Choke. Chúng tôi có ghi chữ đấy. Bộ này có giá là 130 triệu. Nó sẽ bao gồm là Twitter này, hay chúng ta gọi là loa chép đấy, mid này, và woofer là loa cánh này này. Thì ba cái loa này này, đấy, 1, 2, 3, bên kia ba cái nữa là 6 cái. Bộ này có giá 130 triệu, high end của Stack. À đấy, còn những cái chi tiết cột A độ này thì nó sẽ thêm tiền nữa. Thế tuy nhiên là chúng tôi đang nói cái bộ này là cái góc độ là tiền thiết bị thôi nhá, chưa đến nói đến cái tiền hoàn thiện và tiền công rồi là dây dợ các kiểu. Đây, anh quay phim quay gần vào rồi là cho anh em chiêm ngưỡng bộ loa 130 triệu này, nó kinh khủng thế nào. Đây là toàn bộ những cái gì mà anh em chúng tôi làm và chúng tôi có thể làm. Chúng tôi có thể setup như tây, anh em thấy không? Như tây luôn. Anh em có ý kiến thì comment bên dưới nhé. Ngoài ra thì bạn nào mà muốn nghe thử, anh em nào muốn nghe thử bộ âm thanh này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Hotline là 1900 989 856. Liên hệ trực tiếp với tôi nhé. Thì tôi sẽ đặt lịch để các bạn nghe thử cái bộ âm thanh 500 triệu tiền đồ này nó như thế nào. Đấy, anh em nhớ là bấm đăng ký kênh ở dưới góc phải màn hình để theo dõi tiếp những video. Tới đây tôi sẽ còn ra rất là nhiều những video về các xe đạt giải EMA 2022 rồi vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video tại đây và sẽ gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.